bác và gia đình ta đưa nó ngay cho mình gặp. Lời xin lỗi muộn màng khó có thể xoa dịu nỗi đau mất đi người con của người cha đang ngồi trước tòa này. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc giúp đỡ người bị tai nạn giao thông mà một người chết còn một người phải vào tù. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn, 33 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, mức án 10 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 4 năm 2018, sau khi đi ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Trường Sơn nhờ anh Trịnh Quang Huy dẫn đường ra quốc lộ 13 để về Bình Dương. Anh Sơn chạy xe máy phía trước, Huy chạy sau, hai xe cách nhau khoảng 10 mét. Đến đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, xe máy của anh Sơn va quẹt với một xe máy khác, té xuống đường. Cùng thời điểm đó, bị cáo Tuấn và nhóm bạn 4 người đang đi hướng ngược lại, thấy anh Sơn nằm bất động, nhóm của Tuấn dừng xe đỡ anh này vào vỉa hè. Lúc này anh Huy từ phía sau chạy tới nhìn thấy sự việc liền đến nói chuyện, dẫn tới mâu thuẫn với Thiều Việt Thắng, bạn của bị cáo Tuấn. Sau đó anh Huy lấy dao trong người đuổi chém Thắng. Thấy bạn bị chém, Tuấn rút dao bấm trong người ra, đâm nhiều nhát vào người anh Huy khiến nạn nhân tử vong. Tại phiên tòa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh của bị cáo Tuấn thành giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Luật sư cho rằng phía bị hại là người có lỗi trước, hành động của bị cáo chỉ là để bảo vệ bạn mình. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận luận điểm mà luật sư đã bảo chữa.